ngọt quậy quá bà ơi. Cánh gà chiên mắm hả? Canh chua. Đây là buổi chiều ăn canh bún. Bún 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 ốc. Bún riêu ốc. Đây là cái mặt rên hở cái rên. Mặt rên đâu bầu nào rên ngủ gục hả? Chúi đầu xuống ngủ gục luôn kìa. Cái nào lử luôn ha. Thì sao chắc lử rồi bầu, chắc lử rồi bầu. Ê rau nữa hả? Bọc ơi. Bọc à? Mới chưa? Hôm qua bên nhà nội qua mẹ ăn chơi á. Xong mẹ con bật kênh của chị Thảo cho bên nội coi luôn. Coi thằng này nè. Hai chiếc thằng này ăn bột á, cái bật cho coi. Một cái nó ăn ngoan hay là cái nó dễ trứng. Xong rồi bên nội con kêu là giống mặt giống ông Kim. Bên nội con á, nó thằng này cái mặt giống ông Kim. Giống ông Kim ấy. Cái mà người thì nó giống người nó không, nói chung cũng biết ai giống ai nữa. Nó giống bà dữ luôn rồi đó. Giống như cái miệng. Giờ cái này đưa ra nó y như rằng lốt. Y như rằng lốt. Nó kêu. Hôm nay thoải mái quá ha, ăn thịt giò đồ. Nói chưa? Ăn thịt giò đồ. Giò tới bến luôn á nha. Ăn đi đâu? Đu. Thôi ăn thì mệt. Đu. Nói vậy. Ăn mày ngậm với mày nhợ. Vui vẻ. Hội vui vẻ kêu cái cừ. Chưa ăn lấy xé. Đi đâu? Mà chị Thảo làm rớt điện thoại cho nó bể ngay đường, nứt ngay đường. Ba đường luôn, bốn đường luôn. Rớt á. Từ lực. Mấy ông nội
dành karaoke đó. Thiệt hại. Mốt mua cái mâm, cái một một ca 1000 GB á. Cái điện thoại hay là sao? Mua cái điện thoại mới hả? Cái này điện thoại iPhone mấy vậy? 14 hả? Trời ơi, 14 rồi, còn mua cái 1000 GB nữa hả? Là cái này là 14 á hả? Cái này 14 Pro hay 14 Pro Max? Pro. Pro hả? Cái lắp mà cái nhiều dung lượng á. Cái này ít dung lượng. Ngon. Điện thoại em 12 á mà đăng hình mấy đứa này nè, lưu vô cái điện thoại trời dở lắc máy luôn, xá cũng không được nữa, tại vì mấy cái đó kỷ niệm không đâu xác đâu. Cái để dở lắc máy đăng lên Zalo. Nó trời ơi, luôn. Nó gửi lâu lắm, gửi rồi gửi Zalo một clip là một phút mấy nó gửi, nó không gửi được. À cái đó dung lượng ít luôn. Đúng rồi, dung lượng ít quá. Vậy giờ không xá được thôi, kệ luôn. Dung lượng nhiêu? Không mấy gì. Nó mua máy thì mua dung lượng cao á. Cái này mua lâu à? Nó mua cái 1K 1000 GB á. Nè. Cái này đúng không? Ờ đúng rồi. 128 GB. Trời ơi 1000 GB chắc. 1000 GB là gấp mấy lần hả? Bật liền. Chưa? Hồi xưa quay clip đâu có biết 4K nó đầy dung lượng đâu, toàn quay 4K không, quay 1 phút mấy, 2 phút mấy, 5 phút mấy không, giờ nó chiếm hết luôn rồi. Trong điện thoại toàn là ảnh không à, chứ không có gì đó. Nhanh lắm. Mua cái nhiều dung lượng á, mình ưa quay với không? Hay quay clip mấy đứa này nè, để dành á, để dành coi á. Giờ nó ấy hết luôn rồi. Mà đăng lên cũng không nó trờn lắm. Nó bị mờ hình, nó mờ hình tùm lum hết á. Vậy hả? Nó đầy á. Hay là mình xóa bớt đi vô cái một xóa tới sau cái xóa. Xóa bớt rồi gửi bớt qua mấy cái app khác rồi. Cho nó lưu lại á. Mấy app nào mà lưu được hình lâu á, mình gửi qua hết rồi. Còn chừa lại mấy cái mà nó ít ấy thì để lại. Giống như giờ mình làm cái ấy đây. Cái Zalo á, lâu lắm Zalo rồi, biết bao nhiêu năm luôn á. Mỗi lần vẫn còn luôn nha. Zalo rồi chứ không. La 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 la. Nè chị Thảo gửi quả này nè. Zalo nè, Cloud Zalo á. Nè gửi nó gửi được đâu, nó bấm lại nè, phải bấm gửi lại lần nữa nè. Tại cái này nè, nó một phút mấy là nó không có gửi được nữa. Kỳ lắm. Nè gửi được mấy cái clip mà mấy chục giây thôi á thì gửi được. Cái này dung lượng rồi đó. Kỳ quá. Cánh gà. Trời ơi, múc canh luôn nè. Thôi bỏ qua. Bún ốc, bún riêu cũng được, bún riêu ốc. Mà nhà thích ăn canh bún, nó kêu canh bún.
Về trái nước lèo nè. Mày đang quay thì cái đó hai tao có con bi với ít lắm. Mày cái chục tô à? Mười mấy tô, mười mấy người, nhà đông. Ủa hai đậu với thằng nhã giờ chưa? Chưa. Trang luôn rồi. Nó của ai? Này của thằng nhã đi. Ủa cái này nó đâu có ấy đâu mà xả, em mưng lên luôn đi. À. Nó đâu có rau sống gì đâu mình xả. Là của ông Bèo à. Nó về liền không mà Trang? Thì rồi, chứ mày biết nào. Đi mà nó thằng kia nó đâu có ăn ấy. Nó ăn huyết, tại nó chút mình múc ra. Còn có đâu đâu của ai à? Của mày đó. Trang nhiễm gì? Nhưng mà bỏ huyết qua bên mày ha. Ừ, chứ con bỏ đâu thôi. Rau quá chứ bún cái ờ, dễ tấm thôi, ăn rau cũng ngon. Trời ơi, cái tô hết. Giống bán hàng quá. Hết thế cái tô luôn. Nhà ăn mà giống bán hàng. Bán được mười mấy tô. Chiều trời mưa ngon lành. Ừ. Cái cua cho bụng. Ừ. Cũng kêu cua. Vậy đi xem. Ủa sao canh bún không ạ? Trời ơi, giờ sáng ăn cháo ngon mà nội ơi. Không biết ăn cháo gì luôn. Được rồi, mà ăn cháo đi. Sao ăn gì vậy? Tao thấy ngon nè, chưa ăn. Múc ra gần nửa nồi. À, cái tô này, tô này của ai vậy hả? Của thằng Đẩu. Là của con Thảo nè. Để chút đem ra anh chị. Tiêu giống như con su á. Con dài quá. Như ốc này già lắm sao? Vậy nó lỗi ốc nó phải dài. Dạ không, ốc già chứ. Ốc từ trời đất á. Ừ. Nhất nó mua bán nó diễn sao nó mà hạt mà nuôi gì nuôi đi mà. Ủa má nó bị